Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay cái khung cảnh sương mù ở Sapa các bạn ạ. Mình cũng chưa biết chỗ này là ở đâu thôi các bạn ạ. Trước mình là quay ở đây. Dân ở bản địa này cũng đẹp, cũng ruộng bậc thang này rất là được các bạn. Thế mình quay cho bạn xem cái khu vực này rất hoang sơ và đẹp, như là con đường đẹp luôn, sương mù các bạn ạ. Ở đây là đường với sương mù không các bạn ạ. Mình quay thế thôi, mình biết quay gì đâu các bạn. Mình cũng tâm sự thế thôi các bạn ạ. Đây, đây đường ở đây là Sapa nhá các bạn nhá. Đây rất là đẹp luôn. Đây các bạn ạ, ở trên này toàn là sương mù. Mình quay ít cho các bạn xem, mình quay ít thôi các bạn ạ, cho bạn xem nhé. Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ mình làm một cái video quay một cái khung cảnh ở bản địa dân này, là cái dân ở Sapa các bạn. Mình không biết gì đâu các bạn. Ở trên này rất là đẹp hoang sơ, và nó dân ở trên dân bản này các bạn rất là hay mà đẹp nữa. Mình cũng quay cho các bạn xem cái clip đấy nha các bạn nhé. Đấy, dân bản địa này đẹp luôn, hoang sơ lắm các bạn ạ. Này, trên này đẹp đẹp lắm. Trên này các bạn, mình không biết quay gì cho bạn xem nữa các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là mình không biết nói gì đâu các bạn. Mình mới vừa đi làm về, mình tâm sự với các bạn thế thôi. Lâu lắm mình chưa đi quay chỗ khác cho mọi người xem, các bạn, các chú, các chị, các bạn nhé. Mình không nói gì đâu các bạn ạ, mình cũng ngại nói lắm các bạn ạ, mình không dám nói. Thưa các bạn, quý vị, các bạn, buổi tối hôm nay tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn. Tôi không biết nói gì đâu các bạn ạ, mình không biết quay gì đâu, mình chỉ quay bừa bừa thôi. Chán lắm các bạn ạ, mình không biết quay gì đâu. Thế thôi các bạn ạ, mình chỉ quay vài video thôi các bạn ạ. Chào tạm biệt các bạn nhé.